Đến giờ em chưa có một bóng tóc vàng. Có ai hôn bạn chưa? Mời bạn trai. Chị phải vỗ tay dữ vậy. Chào bạn. Dạ chào Nguyễn Linh. Quá đẹp. Mời bạn nữ. Đẹp dễ sợ. Em chào chị. Em chào. Em giới thiệu về mình. Dạ em là Huỳnh Thị Ngọc Diệp, giáo viên mầm non. Ồ, giáo viên mầm non. Dạ em năm nay 30 ạ. Diệp quê ở đâu? Dạ em sinh sống ở Sài Gòn, quê em ở An Hữu ạ. An Hữu Cái Bè Tiền Giang đúng không bạn? Dạ. Dạ cùng quê Linh á hả? Sát bên, cách nhau khoảng 100 cây số. Diệp 30 tuổi, giáo viên mầm non. Rồi bạn bao nhiêu tuổi? Dạ. Em tên là Nguyễn Quốc Thành, 31 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Quê ở đâu? Sa Đéc ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm lễ tân nhà hàng. Để hỏi cái nghề cô giáo mầm non này xí, em làm nghề này lâu chưa? Dạ em làm được 9 năm ạ. Bây giờ ví dụ như tới giờ cho ăn, có những trẻ nó không chịu ăn mình phải đút đúng không? Biến ăn. Dạ. Rồi những đứa béo phì rồi này kia nữa thì lúc đó mình làm sao? Mình ăn. Trước khi bé không ăn được á thì cô hát một bài hát cho bé nghe rồi động viên cho bé ăn được. Cái này hay à. Hay à, hát bài hát gì hát thử ơi. Bên kia có một bé bị béo phì nha. Anh hát sao mà cho bé đó đừng có uống sữa nữa giùm chị bé đi. Bé không ăn hát cho bé. Rồi rồi. Anh. Dạ em xin phép hát à. Có chú heo con ụt ịt kêu hoài. Ăn suốt ngày phình lú cái bùm rè. Ôi chú heo sao mà làm biến thay. Khuya suốt ngày đừng có ham ăn hụt. Rồi đủ rồi, nghe đủ rồi. Trời ơi, 30 tuổi mà nghe cái giọng thiết. Sao em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Hỏi Diệp nè, Diệp bạn thấy bản thân mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì? Em khuyết điểm là em còn nhát lắm. Em tiếp xúc với bạn trai ít. Hồi đó giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa. Em thường em còn nhỏ em đi học á em không quan tâm. Rồi đến khi em học ngành mầm non thì nơi đó toàn là nữ không. Cho nên là đến giờ em chưa có một bóng vắt vai. Chưa có một cái mối tình nào vắt vai hết trơn á. Dạ. Trời ơi vậy tội nghiệp quá giờ sao ta? Có ai hôn bạn chưa? Vậy là có rồi nè. Dạ chưa. Chưa, người ta chưa có mối tình nào vắt vai. Biết đâu có chàng trai nào hung thiệt rồi sao? Vậy bữa nay hung nha. Bữa nay tạo điều kiện. Thôi mắc cỡ lắm. Thấy chưa? Dạ. Bên đây là sao xuyến rồi đó. Bên đây nè, bên kia người ta chưa có mối tình dắt dai. Bên đây sao? Có mối tình nào chưa? Dạ em cũng được hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì tụi em đi yêu đơn phương thôi ạ. Mối tình kế tiếp thì bạn gái chê em không có biết cách nói chuyện á. Gặp bạn gái không biết nói sao. Trời ơi bên đây nhát, gặp bên đó nhát nữa rồi giờ hồi rồi ai tấn công ai đây. Rồi đừng nghĩ cho cách tấn công nha. Thôi được rồi bây giờ bạn muốn tìm người yêu thế nào? Người yêu của em là phải dễ thương. Dễ thương. Dạ. Bao dễ thương luôn. Trời chứ thật thà. Thật thà bên kia thật lắm. Ta nó không hùng, ta nó không hùng. Không. Rồi gì nữa? Dạ biết nội trợ. Với lại phải chung thủy nè. Chung thủy? Dạ. Được. Còn gì nữa không? Dạ em nhiêu đó được ạ. Diệp có đặt ra mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào không? Em mong anh ấy là người chân thật. Tốt bụng, có trách nhiệm với gia đình. Có lối sống thật thà, chất phát. Dạ thôi. Bên đây bao luôn. Có điểm gì mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông vô trách nhiệm, lăng nhăng. Còn về ngoại hình? Anh ấy là người khỏe mạnh. Có thể bảo vệ được em. Chà, cái vụ khỏe mạnh này cũng mệt rồi nha. Khỏe không? Ông Nghi ông này yếu quá. Dạ, chút à. Dạ, chút. Khỏe không? Dạ, cũng khỏe chút chút. Mạnh không? Dạ, cũng không có chút chút ạ. Phải tự tin mạnh, khỏe. Dạ, mạnh. Cũng được, hợp được. Với cô giáo đấy. Cái điều gì mình không thích người phụ nữ? Dạ, điều mà em không thích người phụ nữ là lăng nhăng, người với hay cầu nhào. Bản thân mình có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu rồi cũng có ạ. Như ăn cơm chậm. Trời ơi trời. Ăn cơm chậm là sao? Bữa cơm em cũng khoảng 3-4-5 phút ạ. À. Trời đất ơi. Do mình mà đút vô rồi mình ngậm hay sao mình. Này sẽ giống con gái tôi quá trời. Em ăn thì rất kỹ, em nhai kỹ lắm. Để tôi hỏi có cách nào không? Sao em? Ăn tô cơm 45 phút đó rồi em có cái cách nào để khắc phục không? Em nghĩ ăn kỹ no lâu có thể là đồ ăn của anh đó đang ăn ngon cho nên anh đó muốn thưởng thức.
Trời ơi, thưởng thức gì? Trời ơi, này giống ăn chậm con tôi lắm à. Hôm nay mình đi có ai người thân mình đi theo không? Dạ có, dạ có mẹ của em và bạn. Bà chào bác ạ. Ở nhà mình có hối thúc dịp lập gia đình chưa bác? Dạ bị ở nhà rất là cưng chiều, bởi vì có hai đứa con là một trai một gái mà bà bé Diệp là út đó, cho nên kiểm soát về vấn đề mà đi làm đến nơi thì về mới đến chốn nên tới bây giờ nó trời ơi cô kiểm mà bác kiểm soát hoài vậy rồi chừng nào Diệp mới lấy chồng được. Dạ. Bây giờ còn kiểm soát không? Bây giờ đến lúc là phải đốc thúc Diệp tìm ý trung nhân rồi. Dạ, dạ bác muốn con rể tương lai làm sao bác? Thì thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì thấy cháu hiền. Dạ. Có những điểm chấp nhận. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Dạ, dạ. Vô rồi. Nói gì với bác đi, nói đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Con hứa gì với bác sao vừa nữa về con chăm sóc con bác sao, hứa luôn đi. Dạ con hứa với bác là nửa về con chăm sóc tốt cho. Hứa với bác là con không ăn chậm nữa đi. Con sẽ cố gắng ăn là nhanh. Bây giờ hát, bây giờ tặng má vợ tương lai một bài nữa thôi. Dạ con xin hát tặng bác gái một bài. Dạ. Bài gì? Dạ tình anh bán chiếu ạ. À. Thôi vô. Dạ. Chiếu Cà Mau nhóm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này anh chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Họ tìm em không gặp anh gối đầu mỗi đêm. Vô. Vô, được rồi, được rồi. Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ủa, một hơi luôn nha. Cửa giường cô đã khóa kính từ năm nào, tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm rầy, chiếc áo nhộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Thôi buồn quá bỏ đi. Bỏ quá. Bây giờ giọng hát của anh sao? Không? À, bữa nay em đến chương trình em dạ, đi với dạ. Mẹ với mẹ tư em. Có mẹ nữa trời ngon rồi. Dạ chào em xin Quyền Linh này. Em xin cắt đường. Dạ. Bây giờ cô thấy tình hình sao? À, tình hình thì thấy hai đứa nó cũng hợp nhau. À. Cô có nói gì với bên xuôi tương lai không? Hôm nay mình nói luôn đi con. Dạ. Thấy được á con thấy dạ. Hợp. Thôi giờ mình làm xuôi nha chị. Hai bà xuôi ôm nhau cái. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi xong, qua coi xong mới được luôn. Trời ơi, khỏe re dạ, luôn rồi. Chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Bữa nay tôi nó thuận lợi, tôi vô cùng luôn, sẵn có người lớn đây nè ha. Thấy được rồi đó. À, được. Rồi bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau đi. Ổn rồi, đôi trẻ gặp nhau đi. Cha mẹ là ổn hết trơn rồi đó. Quan trọng là đôi trẻ chịu hay không thôi, còn người lớn chịu hết rồi đó. Kéo màn lên. Rồi, quay qua. Dạ. Đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh rồi. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chân thật, người đàng hoàng. Cảm ơn em. Ừ, cái yêu cầu em nãy giờ nói thì anh cũng làm được. Chút nữa anh mời em đi đi sở thú chơi ha. Trời ơi. Có gì trong sở thú? Vô sở thú chi? Ngày đầu tiên gặp gỡ gì sở thú? Mẹ cho phép con với ảnh đi không ạ? À? À cho đi rồi. Dạ. Nhưng mà vì sở thú tiền vé ai mua? Dạ em mua. Hả? Dạ em. Có anh với Tường đi nữa nha. Dạ. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò cùng anh thì khoảng bao lâu mình có thể đi đến hôn nhân? Em nghĩ trong vòng một năm ạ. Anh nghĩ thời gian cũng hợp lý với hai với anh. Dạ. Anh thấy em như vậy anh có muốn làm quen với em không? Anh thấy em thì người rất dễ thương với cũng xinh đẹp nữa. Anh cũng vui lắm. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó nó tình thật là tình cảm tỏ tình với bạn trai gái. Nói câu gì đi. Chung thủy em suốt đời gì đó.
Anh hứa với em là sau này anh sẽ lo cho em suốt đời. Dạ. Muốn nói gì nữa không? Em muốn nói câu gì với anh không? Em hứa với anh là em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh và gia đình. Được rồi, quá dễ thương rồi. Rồi thôi. Chuẩn bị. Suy nghĩ nha. Cặp này không bấm nút mà tôi bấm đó nha. Một. Hai. Ba. Bấm. Quá. Nắm tay thôi. Nắm tay xin, có ba mẹ, có mẹ đây rồi, sao nắm tay, nắm chặt đưa ra phía trước cho người ta thấy đi. Chặt vô, nắm chặt vô, đó. Hay sao? Trời, xứng đôi quá à. Hả? Ấm không? Dạ, ấm mềm. Giờ, giờ hung nụ hôn đầu đời nè. Chưa có được từng hôn bao giờ. Hả? Đó, má vỗ tay luôn rồi kìa. Má vỗ tay. Thế đi. Đó. Không giống hửi á. Lâu lâu chút không lại cho không lâu lâu cái coi cảm giác sao nè. Sao em? Cảm giác hay sao em? Dạ mắc cỡ. Thích không? Dạ thích ạ. Mắc cỡ mà. Dễ thương quá. Trời ơi thiệt, cái cặp này dễ thương vô cùng tận luôn nè. Đây những chiếc vé xem phim nha. Mà khoan đi sở thú đi. Đi coi phim trước. Xem phim trước hẳn đi sở thú sau. Ha. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là một cặp loa sau mắt i5 gửi tặng hai bạn. Cái này vô sở thú nghe được ha, mở lớn lên nghe. Nắm tay đi đó, trời ơi. Nhanh đám cưới nha, mời về Tiền Giang nha. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Được rồi, còn cặp này thấy được hai bác rồi. Mốt tụi nó có con kêu mình bằng ông Linh. Thôi vậy là vui rồi, vui rồi. Một gỡ đầu ngày hôm nay quá vui luôn. Mong rằng cặp thứ hai nó cũng sẽ y chang vậy luôn. Vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Anh chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và chào các bạn ạ. Ôi chào em, độc lạ quá. Mời bạn trai. Trời, bữa nay khán giả mình sung ghê ta. Chào em. Dạ, em chào Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường và em chào tất cả quý vị khán giả ở đây ạ. Em là người ở đâu? Dạ, em người Nam Định anh ạ. Ở Nam Định ngon lắm nha. Dạ, ngoài phần Nam Định ra thì còn cơm tám. Cơm và... tám, gạo dạ. Tắm, hương tắm. Rồi, dạ. Ở đó có đền Trần nữa. Dạ, đúng rồi, đền Trần. Đúng rồi. Dạ. Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vào được 8 năm rồi anh ạ. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh của công ty chuyên về các đồ họa. À. Dạ. Tên gì? Em là Trần Văn Tiên, năm nay em 27 tuổi. Trần Văn Tiên. À, xin lỗi, em 28 tuổi. Trời ơi, tuổi mà còn xin lỗi nữa. Rồi, tới phiên mình. À, em xin giới thiệu, em tên là Hường, em là nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản. Em quê ở Thanh Hóa. Mình vào đây lâu chưa? Em vào đây tính bây giờ là khoảng 6 năm ạ. 6 năm. Dạ. Mình có những cái ưu điểm gì? Em có ưu điểm là biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc, biết làm việc nhà. Khuyết điểm? Khuyết điểm là em lười tập thể dục. Cái này nhiều người lười lắm. Và vì sao hôm nay lại là động lực nào mình đến với chương trình? Một phần là cũng do gia đình em cũng bảo là học thì cũng gần xong rồi. Ngành đang học gì nữa? Hiện tại thì em đang học lớp cao học MBA tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ. Em ế là do em chơi quá là nhiều bạn nam, cho nên là khi mà đi tìm hiểu các bạn nam khác thì em không muốn nữa. Và biết thì... hết tánh hư thật xấu của nam rồi phải không? Vâng, người ta nói là con trai tốt ấy, thì nhiều như ma mà nghe kể hoài chưa bao giờ gặp. Hy vọng là hôm nay em sẽ gặp được cái bạn tốt tốt đấy. À, hy vọng hôm nay bạn ấy sẽ như ma. Mới vô nói xấu trai, thật xấu trai biết hết rồi. Rồi bên kia sao nè, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không nè? Dạ, ưu điểm của em là tự lập, sống có trách nhiệm và biết vun vén cho gia đình. Ngoài công việc của em ra thì sở thích của em thì em thích chơi game, tập thể dục. Tập sáu múi em. Vậy là được rồi. Em dạ. Tập thể dục rủ bạn bên đây đi với bạn bên đây thì lại lười tập thể dục. Dạ, chủ nhật em thường hay đi tập thể dục đi bộ ở công viên gia đình ạ. Nhưng giờ được mấy múi rồi? Dạ em chưa có múi nào luôn. Bởi vì là công việc ngồi nhiều và ăn cũng hơi nhiều nên là tập bụng thì hơi khó. Tập phải sáu múi, ăn từ sáu múi tập thành múi nè. Dạ. Mình có những khuyết điểm gì không bạn? Dạ, khuyết điểm của em là em hơi nóng tính ạ.
trời. Thẳng thắn quá. Có điều gì không nên không phải là em sẽ nói liền. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Anh ơi, công việc của anh là phát triển thị trường, có phải hay đi nhiều không ạ? Dạ, cũng không phải đi nhiều ạ. Chỉ ngồi văn phòng ở nhà làm hành chính. Tại vì em thì cũng hay đi, phải đi gặp khách hàng ấy. Tối em đi học. Thế thì cái thời gian mà nếu có thể thì hẹn hò thì khoảng khi nào thì là hợp lý ạ? Hợp lý thì cái này mình sẽ thương thảo lại sau, mình sẽ ưu tiên cho bạn gái trước. Tại vì công việc mình cũng từ buổi tối nó cũng không có áp lực gì nhiều thì mình có thể sắp xếp được. Sau khi mà kết hôn á thì anh nghĩ là nên sống riêng hay là sống chung với gia đình, bố mẹ thì sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nên sống riêng, nhưng mà cái chuyện chăm sóc cho ba mẹ về xế chiều thì mình phải có trách nhiệm. Em thì lại thích sống chung với ba mẹ hơn. Bởi vì là ba mẹ ở ngoài quê cho nên là anh có ý định trong này. Lên à. Lên, hai mình uống cà phê. Lên, hai mình đi uống cà phê. Hai người nói chuyện thoải mái đi. Nói tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi, tiếp đi. Coi như hai anh này vô hình đi. Ừ. Thì ba mẹ anh thì ở ngoài quê thôi. Bất chấp luôn. Trời ơi, bất chấp luôn. Tiếp đi. Thua. Anh có hay làm việc nhà không? Có, cái chuyện đấy là chuyện bây giờ là đàn ông thể hiện đại, mình phải biết lo cho gia đình. Cái chuyện giặt giũ rồi nấu ăn hay là vun vén nhà cửa thì mình cũng phải làm. Vâng, em hỏi cho biết vậy thôi chứ cái đấy thì phải chờ thời gian kiểm chứng anh ạ. Thì tất nhiên rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Hỏi em có mấy mối tình rồi? Em đã có mấy mối tình rồi ạ? Em suýt thì có vài mối tình. Trước kia thì do em nhỏ thì ba mẹ nói là cứ học xong hết đi rồi tính. Bây giờ em học hết đại học rồi, học lên nữa ba mẹ em bảo sao vẫn chưa có gì. Thế là tại cấm ác quá nên giờ nó biết. Thế còn anh thì có mấy mối tình rồi ạ? Mình thì có hai mối tình rồi, sinh viên rồi. Sau đó thì mình chia tay được khoảng 6 năm rồi. Em muốn chừng làm cưới. Em nếu mà được thì em muốn chừng làm cưới. Cưới ạ? Em nghĩ là sau khi em kết thúc khóa học á, chắc là khoảng sang năm sau là hợp lý ạ. Em thấy được không? Em thấy nếu mà được, nếu mà hai đứa hợp ý nhau thì em sẽ sắp xếp được cuối năm là em sẽ hỏi cưới bạn luôn. Anh có mê tín không anh? Em nghe nói là tuổi của em cưới năm nay là không có được. Anh thì cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì mình hợp nhau thì cũng chỉ 60% thôi, còn 40% còn lại cũng phải do cái con người mình, là cái đức tính của mình nữa, là mình cải thiện thêm. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao mét 72. Em cao dưới mét 5 có được không anh? Được, bây anh sẽ bế em lên luôn. Chị kiểm tra giúp em ơi, hai ông chị. Hồi nãy qua thấy rồi, cao to. Cao to. Thế là gia đình hôm nay có ai đi theo không? Dạ. Gia đình em hôm nay có bạn thân ở cùng và em trai em. Chào em. Sao thấy cặp này ổn không em? Chiếm luôn diễn đàn rồi, mấy mốt MC thất nghiệp rồi. Dạ, em thấy anh bên này thì khá là chín chắn ạ. Nhưng mà có vẻ hơi nghiêm túc một tí. Phải nghiêm túc chứ, đi hỏi vợ không, mà không nghiêm túc. Nhưng mà ý là tính có vẻ không biết có khó tính không ấy. Rồi, cảm mà ơn em. Cậu thấy anh ấy có hợp với tớ không? Thì tớ nghĩ là khoảng được 60%. 60% hả? Đưa em trai đi, hỏi ý kiến em trai. Dạ. Có thấy anh đó, anh rể được không? Thì em cũng thấy anh cũng được. Tới luôn ha? Dạ, tới luôn cũng được. Bố mẹ em cũng giục cho em lắm rồi. Rồi. Thế hôm nay bạn trai có đi, có ai đi theo không? Dạ, em đi với bạn cùng phòng bạn thân của em ạ. Dạ, chào chị Cứ Tường, chào anh Quỳnh Linh ạ. Dạ, hợp hay không là tùy vào anh chị chứ còn anh tên là em nói anh không phải người yêu lý tưởng nhưng mà người chồng lý tưởng. Thì anh là người sống có trách nhiệm. Không phải người yêu lý tưởng là sao? Nói về lãng mạn thì chắc là cũng ít. Dạ. Còn nếu mà về chăm lo cho gia đình thì cái khoản đó thì chắc anh ok chị. Này được, cái này được. Nhưng mà em thấy chị và bạn gái bên này thì sao? Dạ, em thấy chị cũng dễ thương ạ. Còn hợp hay không là để hai chị gặp mặt nhau nói chuyện. Đúng rồi, gặp mặt nhau cái đã. Em chào anh. Chào em, nãy giờ em nói nghe thấy nói chung là cũng gọi là lanh lợi ha. Dạ. Giao tiếp tốt, như vậy là ổn. Anh đây cũng vậy, nhưng mà anh đây anh hơi trầm chút xíu. Dạ. Ổn rồi. Và sau một thời gian đôi trẻ tự tìm hiểu, chúng ta kéo màn lên để đôi trẻ gặp nhau. Rồi, mời bạn. Chào em. Bó hoa chẳng hạn. Cảm ơn. Lần đầu tiên em thấy anh là người thế nào? Em nhìn anh thì chững chạc ạ, không có nhiều râu lắm ạ. Ồ, anh thì 3 ngày phải cạo một lần. Vâng, vậy tốt. Anh thì sống rất thực tế.
Dạ, có sao anh sẽ nói như thế vậy? Em cũng sống giống anh thôi ạ. Ví dụ anh chỉ mong là sau này mình, nếu mà mình có duyên mà nên nghĩa vợ chồng á, chỉ mong là em vui vẻ cho gia đình. Em là thuộc tuyết phụ nữ là không thích yêu mà là phụ nữ của gia đình, như bạn bè nó nhận xét em như thế. Mai mốt anh về là anh vẫn sẽ phụ giúp mọi người trong công việc gia đình đúng không ạ? Tất nhiên là cái chuyện này, nếu mà anh ở ngoài anh sẽ là người đàn ông, còn về nhà anh sẽ như một người phụ nữ. Tức là em sẽ vun vén gia đình, em sẽ phụ vợ, chăm sóc con và xây dựng nhà cửa. Rồi buổi tối anh sẽ là đàn ông hay là phụ nữ? Anh sẽ tất nhiên là sẽ là đàn ông của em rồi. Okay. Quan trọng nhất là cái này đấy. Được. Không, bản lĩnh đàn ông lắm. Một like. Anh là 10 like luôn. Tình yêu chút đi. Dạ, có một chút cũng được mà không có cũng không sao, tại vì thực chất em không phải là tiếng người lãng mạn lắm. Thì anh nghĩ là xong cái chương trình này là thì mình cùng cho nhau cơ hội. Vâng. Để tiếp xúc, tìm hiểu. Dạ. Nếu mà được thì mình đi xa hơn. Vâng. Còn không được thì mình vẫn là những người bạn tốt. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Thôi vậy thì bây giờ bấm nút ạ. Rất đơn giản như vậy thôi. Được thì đi xa hơn. Đây, nút. Không được thì là những người bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta có thể nắm tay với nhau để cảm nhận cái ngày đầu tiên gặp nhau như thế nào. Truyền hơi ấm cho nhau. Tay em lạnh lắm ạ. Đúng, tay mát, không phải lạnh mà tay mát. Đây, gửi tặng bạn những chiếc vé xem phim. Dạ. Cho vé đi. Và một cặp loa sau mắt i5. Dạ. Em cảm ơn chương trình. Và nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thôi, anh bỏ tay em, anh cầm này. À, em cảm ơn anh chị. Rồi, hai người nắm tay đi xem phim. Dễ thương. Dạ. Nào, hãy nắm tay dìu nhau đi xem phim. Rớt cái sóng chén đúng không? Thì em bay cái nồi bay vô bờ tường. Thì em bay cái nồi bay vô bờ tường. Thì em bay cái nồi bay vô bờ tường. Xong bố em sẽ hỏi là ủa mày làm gì vậy? Anh ơi, anh có cao trên 1m78 không anh? 1m78 có Tường ơi. Có cái anh mà ngồi ghế màu đỏ cao 1m82 đó cơ. 1m82 lát em địa thử coi sao. Và ngày hôm nay, một cái tinh thần rất là hào hứng, xin mời tất cả chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn chào đón hai bạn trai. Trời ơi, cao dữ vậy. Hai bạn trai xứng đôi quá ha. Hai bạn trai mà xứng đôi tưởng. Hãy xem hai cô gái của em có xứng đôi với nhau không nha. Mời hai cô gái. Wow. Rồi, bây giờ xin mời bạn trai ở ghế màu đỏ hãy giới thiệu trước. Em tên gì? Em xin chào mọi người xem chương trình và em chào chị MC Cát Tường và chào anh Hứa Minh Đạt ở bên chào kia. Anh. Chào hai bạn nữ nữa. Em là Hoàng Văn Tùng. Em năm nay 24 tuổi và em đến từ Quảng Bình ạ. Hiện tại thì em đang cho thuê xe dịch vụ du lịch cá nhân. Cho thuê xe luôn. Vâng ạ. Và em hiện tại thì em cũng đang lấn sân làm YouTuber ạ. Chủ đề gì? Chủ đề gì? Chủ đề của em là những cái thử thách nhỏ và một vài màn trôn vui vẻ thì với mọi người thân quen thôi ạ. Nhưng mà hiện tại giờ em đang làm việc ở đâu? Tân Bình. À, Quảng Bình, bây giờ vô Tân Bình rồi. Dạ, vâng. Cao cao quá vậy. Thì dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em cao hết. Vâng. Cao từ trên góc cao ra luôn. Dạ vâng ạ. Vâng. Ở nhà em ai cao nhất? Dạ em cao nhất ạ. Cao mét mấy? Dạ em 1m82 ạ. Wow. Wow. Rồi, mời cô gái bên ghế màu đỏ đi. Em xin chào anh Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Đinh Ngọc Bảo Khanh. Em sinh năm 98. Công việc hiện tại của em là marketing, vị trí là account executive. Em sinh ra là ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà gốc thì là gia đình gốc Bắc. Ngoài Hà Nội. Dạ đúng rồi ạ. Em ở Vương quốc Bình Chánh ạ. À, Bình Chánh. Vương quốc hả? Dạ. Ở đâu ra chữ Vương quốc đó vậy em? Wow. Hồi đó giờ chưa nghe khúc này là Vương quốc Bình Chánh hả? Dạ đúng rồi anh. À, trời, cô bé này có vẻ hơi cổ tích đó nha. Tại vì trên tay có cầm một cây gậy phép nữa đó Tường ơi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chàng trai ở ghế màu xanh. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt.
và quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Phạm Trung Thuận, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Bình Dương ạ. Công việc hiện tại em là tài xế của chuyện phát nhanh ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu? Dạ em ở ngay ngã tư Thủ Đức đó chị. Thế em, cô gái ngồi ghế màu xanh. Hajimemashite, watashi wa Chi to moshimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Rồi, Đạt đứng hình. Chết rồi. À sao em hiểu không? Bên đó có ai hiểu gì không à? Chào cái này xin. Là cũng thuộc dạng là lắc xuống mất xe đó nè, lắc xuống mất xe đó nè. À, xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngọc Chi, năm nay em 24 tuổi, em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em có 3 năm sinh sống và học tập tại Nhật ạ. À. Oh. À, hiện tại thì em vẫn tiếp tục đi học với lại có kinh doanh tự do tại nhà. Ước mơ của em là sẽ có một cửa hàng mỹ phẩm riêng cho mình. Chà. Rồi, thôi bây giờ Ngọc Chi sẵn giới thiệu luôn về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi Chi. Dạ, điểm mạnh của em thì khá là mạnh mẽ với lại rất là thích tự do, thích đi đây đi đó, tự lập rất là cao. Còn điểm yếu thì chắc em hơi nóng tính, kỹ tính. Rồi, cảm ơn Ngọc Chi nha. Rồi, dạ, Chi thì đang ngồi ở ghế màu xanh. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết quan tâm cảm xúc của bạn gái. Dạ, em thật thà với em hiền. Dạ, còn điểm yếu của em là em chậm chạp, em hay mau quên. Chậm chạp sao theo kịp cảm xúc bạn gái? Con gái thay đổi thành sập sành sập luôn á. Dạ, cái đó chắc em sẽ theo kịp. Em không thích ăn cá. Không thích ăn cá? Dạ. Không thích ăn hay không biết ăn? Dạ, em không biết ăn cá. Con cá nó tanh nên em ăn không được. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, quay trở lại với chàng trai cao 1m82. Wow. Ở ghế đỏ, em sao Tùng? Em điểm mạnh của em thì chắc là em cao, dễ làm việc trên cao. Em điểm mạnh của em thì chắc là em cao, dễ làm việc trên cao. Dễ có thể đi vào cảm xúc người khác. Em có thể đọc được cảm xúc người khác. Đọc được cảm xúc luôn. Và... bên đây thì theo kịp cảm xúc. Trời ơi, thế ghê vậy. Những chàng trai ế thì... mà nói chuyện mạnh miệng ghê. Những chàng trai ế thì... mà nói chuyện mạnh miệng ghê. Em không chắc chắn nhưng mà sẽ là 80% là đúng. À. Chị Tường ơi, giờ có đang suy nghĩ mông lung gì không vậy? Chuyện ta đọc đó. Không, chị không có tan suy nghĩ. Em cảm thấy chị Tường đang hoang mang rồi anh Đạt ạ. Đang hoang mang đúng hoang không? Hoang mang lắm luôn á. Sợ rồi. Yếu thì chắc nhiều khi em hay bị vô duyên. Chắc nhiều khi em hay bị vô duyên. Ví dụ mọi người đang nói một câu chuyện gì đấy thì tự nhiên em nói ra một câu á, em nghĩ là nó vui nhưng thực ra nó không vui, nó làm mọi người hết vui. Nói chung là quăng miếng hài mà rớt. Vâng ạ. Chàng trai áo đỏ đã lên tiếng. Cao 1m82 thì đây cô gái ngồi vị trí ghế đỏ cao 1m81 lên tiếng nè. Cái gì? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em có sự kiên trì, kiên nhẫn, biết điều. Em biết nhậu. Em biết nhậu. Em biết nhậu. Biết nhậu. Đó là thế mạnh của em đó hả Cơn? Nhậu được nhiêu nè? Năm lon đầu thì em bất tử. Bước qua lon thứ 6 rồi chắc em bất tỉnh. Nói vậy á, người ta nói vậy là khiêm tốn đó. Nói năm chứ cũng phải nhân gấp đôi lên 10. Kiểu ngồi lai rai rai chắc cũng tiếng giải quyết được. Ghê ghê ghê. Đội mạnh, đội mạnh. Tôi tò mò cô gái này quá. Còn đam mê gì nữa không Cưng? Dạ đam mê cuối cùng thích. Em nấu ăn hơi vụng vỡ. Bù là em thích rửa chén. Mọi người ngại rửa chén thì kiểu đây để tao sao vậy? Tự nhiên đam mê rửa chén. Em không biết, tại vì em rửa chén không bể chị nha. Không thì chị rửa chén cũng không bể chén nhưng mà chị không có mê rửa chén. Em cũng không biết nữa, chị chắc bị bắt rửa chén nhiều quá. Chắc bị bắt rửa chén nhiều quá. Em mắc rửa lắm hả? Mắc rửa chén. Trời ơi, lạ ha. Trời ơi, hai cô gái tôi cô nào cũng lạ, cô nào cũng ngon đẹp. Ngon lành như vậy, ngon lành chứ chị. Ngon lành. Tại vì em thấy điểm... đi kén vợ thì hay coi là đi rửa chén là em qua được môn đó rồi đó, qua vòng rồi đó. Qua vòng. Dạ. Còn điểm yếu nữa không nè? Điểm yếu của em thì là hậu đậu. Hậu đậu mà rửa chén không bị bể. Không bị bể thiệt anh. Ví dụ như cái nồi nha, em rửa cái sống chén đúng không? Thì em bay cái nồi bay vô bờ tường. Xong bây giờ hỏi là ủa mày làm gì vậy? Vậy con rửa chén với cái nồi lụm lên thôi. Em không có bể cái chén nào. Mà cái nồi đó còn cơm không à? Cái nồi nó còn cơm không? Còn. Trời ơi, rửa chén không bể chứ chỉ rớt cái nồi và cái nồi còn đầy cơm. Duyên, dễ thương. Cô bé đó chỉ sai phạm một chút xíu thôi. Rồi, mình tình trường luôn đi. Cô gái ngồi ghế màu đỏ luôn nha. Em có một mối tình
khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhường nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vớ và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Em nhớ là có một lần thì em hẹn, trước đó là hẹn bạn đó đi chơi và để tặng quà cho bạn đó luôn. Nhưng mà hôm đi học ra thì cái chỗ mà học của em á, chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn đó, thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, đã vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thôi em đi về đi. Em bị chơi với luôn á, tại vì từ trước tới giờ không ai làm như vậy với em cả. Em rất là tối kỵ trong cái việc là bị nạt ở ngoài đường như vậy, có người chứng kiến. Quay lại xong rồi năn nỉ bạn nó nhận quà rồi để lên yên xe, rồi sau đó em mới nói là em đi về. Mà về thì em lại tiếp tục nhắn tin hỏi bạn đó coi là có mở quà em chưa. Sau này thì mới chia tay, là lúc đó em cũng hơi mệt rồi em mới nói là em đi ngủ. Không hiểu sao xui xui thì cái điện thoại nó rớt đụng cái vô mặt em. Em cầm lên thì em cầm ngay cái nút video call, tại vì trước đó là bạn nói với em á là bạn nó cũng đi ngủ luôn, bạn nó cũng buồn ngủ. Cầm lên thì không hiểu sao bạn nó chấp nhận cuộc gọi á, thì em thấy là đang quay cái bàn nhậu. À dạ, gian dối ra bàn nhậu ngồi nhậu. Dạ. Mà không rủ em nhậu. Đúng rồi anh. Nhưng mà cái thật là buồn. Chia tay. Mình biết nhậu. Rồi mình còn mối tình nào ấn tượng hơn nữa không em? Một mối tình ấn tượng thì chắc là mối tình đơn phương. Em có tỏ tình cho người ta biết không? Dạ có, anh đó không có đồng ý nhưng mà anh đó lại giữ một thái độ rất là dễ thương với em. Em tỏ tình thì hình như là em say ở trong ký túc xá với bạn bè, xong rồi lúc đó có cái thời mà Big Daddy với Emily á, là có cái bài mượn rượu tỏ tình. Là em mới gọi điện thì em mới alo anh ơi em mượn rượu tỏ tình anh nha, em hát nguyên bài xong rồi anh gì là thôi em ngủ nha, ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Rồi hát lại cái bài hát lúc tỏ tình cho chị nghe coi. Hát đi, hát đi, thử đi nè. Em không nhớ khúc đầu á, từ từ. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày, coi như chưa nghe thấy cạnh ly vậy. Em nhớ tới đó thôi ạ. Rồi cuối cùng là mình mê cái anh đó tới khi nào mới hết mê? Dạ, bị nữ mê muội á chị. 2 năm. Rồi mình thì sao? Tình trường mình thì thế nào? Em thì mới trải qua 3 mối tình thôi ạ. Mối tình đầu tiên của em là năm lớp 9. Nhưng mà thì nó cũng diễn ra rất là chóng vánh. Thì mối tình thứ hai là 3 năm cấp 3. Em bị cắm sừng. Em bị cắm sừng. Mới học cấp 3 thôi đã bị cắm sừng rồi. Tại vì lúc đó là bọn em đang bắt đầu thi đại học. Thì có một số bạn thì cũng đã nói với em biết là ủa hôm qua tao thấy nó chơi với thằng này nè. Đó em cũng có tìm hiểu sơ thì em cũng có biết cái đối tượng kia là ai. Thì em cũng biết đó rồi nhưng mà bạn không có nói. Thì em lúc đó em cũng biết là chắc bạn chờ mình tâm lý mình thi xong đại học thì bạn mới nói. Và thì đó cũng không nằm ngoài dự đoán, thì vừa thi xong đại học thì tối hôm đó là ngày cuối cùng của thi thì bạn nói lời chia tay. Trời đất ơi, sao không chịu hỏi trước đi trời. Bạn muốn giữ cái tâm lý cho em để em cũng dù sao cũng không tình cũng nghĩa 3 năm trời học chung, tập trung đi thi cử rồi. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba của em thì cũng 2 tháng hơn ạ. Tôi bọn em yêu nhau rất là nhanh. Thì cũng khoảng 1 tuần là bọn em bắt đầu khá thích nhau rồi. Tha thiết nhau rồi. Vâng. Mà lúc này chắc tha thiết dữ ạ. Chứ phải như học trò. Đúng rồi, lúc này thì cũng khá lớn rồi. Khá lớn rồi chứ khá gì nữa. Tìm hiểu nhau quá nhanh. Thì chưa biết được cái tính kết bạn nó thế nào. Thì sao mới biết là cái bạn đó thì có cái tính kiểu bị nhanh chán. Tại vì cái tính của em hay ghen ấy. Tại vì có một lần là bạn hỏi em là anh ơi em đi chơi với bạn mà có con trai đấy. Thì em là em đi chơi với bạn thì em cứ đi bình thường thôi, con trai của anh không quan trọng, quan trọng là ở em cơ. Rồi sau đó thì bạn yêu bạn luôn. Chưa đó có tìm hiểu ai, lại không hay ghen nên người ta bật. Đúng rồi, người ta nghĩ mình không thích người ta. Chưa biết gì nữa. Yêu là phải ghen. Bạn trai mình ghen quá thì mình không đi. Không đi nó sẽ không có cơ hội. Đúng không? Còn mình dễ quá, ta đi tung tăng đi chơi người ta cũng không có ý định phản bội mình. Nhưng tại mình để cho người ta đi rồi thế ra đường gió thổi thứ ba. Ba không yêu một cuộc tình. Rút kinh nghiệm lỗi nha. Tại em một phần vâng ạ. Lỗi tại em, rút kinh nghiệm. Nè, nghe chàng trai bên đây nè, sao Thuận? Nghe tình trường sao Thuận? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là do em gia nhập quân ngũ nên em chia tay. Tại em nghĩ là mình ở chổng thì không ai ở ngoài chăm sóc mà đấy. Trời ơi, cao thượng ghê, tự động chia tay. Dần dần qua thời gian chắc bạn đó cũng đi tìm người khác. À, thà chia tay trước cho nó sang ha. Người ta nói câu là 2 năm nghỉ dụ em đợn anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. 2 năm nghỉ dụ em đợn anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về.
kỳ vậy, sao đi đi học thì được chờ, đi ví dụ thì không chờ. Đi du học, đi nước ngoài về nó tốt hơn. Anh đi du học, chứ không phải là đi đại học, đi du học. Cũng hướng ngoại quá ha, cũng có tầm nhìn xa quá ha. Dạ. Rồi. Còn mối tình thứ hai của em là em quen cũng được gần một năm, cái quan tâm bạn, cảm xúc bạn đó nhiều quá, cái bạn đó kiểu như lờ em luôn. Mối tình thứ ba của em là cũng chưa gọi mối tình chính thức nữa, quen được 2 tháng 3 tháng, cái áp lực gia đình bạn đó quá. Áp lực sao thưa? Kiểu như là mẹ bạn đó rất là khó bắt em làm việc đủ thứ công việc của người đàn ông, là bắt leo lên nhà, sửa nhà rồi phải sửa điện rồi. Trời đất ơi, mà em biết sửa điện không? Mà dạ, cũng biết sửa sao sao. Đem cái việc trời rồi lên điện giật cảnh sao? Rồi sao, bị giật xong mới chia tay hay là? Bị giật xong mới chia tay hay là? Bị giật xong mới chia tay hay là? Dạ không, em thấy kêu lên làm việc hay là ta muốn thử định... coi, thử coi hàng ghế tương lai có biết làm việc không? Dạ, thử 3 tháng liên tục luôn. Bạn như ngày nào cũng qua kêu sửa điện hết, mà sửa mấy nhà? Chị thử có nhà mà cái nhà nó cũ lắm rồi. Mà ngày nào cũng sửa điện hết á hả? Hay là ngày sửa này ngày sửa kia? Ngày sửa tiếp bếp ngày sửa điện, còn không là đi qua bên nhà trọ sửa tiếp. Và nhà của mẹ bạn đó có nhiều rửa chén rồi phải đánh bóp chân rồi sao bóp. Cái gì? Bóp chân cho ai? Đánh bóp chân cho mẹ bạn đó. Mà mẹ bạn đó kêu? Dạ. Mẹ bạn đó kêu sao? Ví dụ kêu là kêu sao? Ví dụ như là đây cái da bác nhất quá, con đánh bóp cho bác. Mà em thấy bạn trai mà mới quen vậy là không nên kêu. Ờ đúng rồi. Cần khi nào mà là vợ chồng á. Mà cũng vừa thôi chứ đâu, hay là nhà đó mới hết tiền muốn người giúp việc. Không, nhà cũng có hai mẹ con à. Em sợ nhất tới giờ luôn. Mối tình đó hả? Mối tình mà mình đánh như con ở vậy đó ha. Dạ. Em bị lợi dụng về thể xác quá. Thể xác sức lực đó nha. Đấm bóp rồi xong, làm việc xong rồi ở nhà hai mẹ con có nấu sẵn đồ ăn rồi cho vô ăn uống cho tẩm bổ không? Hay tới giờ ăn là đủ chị em quay xuống nấu. Là phải xuống nấu. Dạ. Ờ vậy là trả công đó. Vậy là cuối cùng ai đi chợ? Dạ, mẹ bạn đó đi chợ. Đi chợ không? Em nấu. Dạ em nấu. Rồi lúc mà em làm mấy việc đó thì mẹ của bạn đó với bạn gái của em là làm gì? Bạn gái thì đi tắm, còn đang nấu ăn, còn mẹ bạn đó đang ngồi bóp dai thuốc. Khổ quá, bé khổ tình yêu thời nay mà mình tưởng tượng giống như là đi về làm dâu mà bị mẹ chồng đại ải vậy. Mỗi đó lần mà ăn cơm xong em kêu là thôi anh rửa chén cho em lên đánh bóp cho dai cho mẹ đi. Mẹ cái mẹ bạn đó bạn Thanh không có đánh bóp được gì. Và coi như mẹ con vừa rửa chén xong rồi mới lên đánh bóp luôn. Hay, chúc mừng em một mối tình thật đẹp. Em sợ luôn cái giờ. Dạ, em sợ luôn. Dạ, em sợ. Cái gì ám ảnh cuộc tình với trời. Chứ sao? Trời. 3 tháng là em chịu không bỏ của chạy lấy người luôn. Dạ. Những lúc mà em rửa chén nấu cơm mà em có bị bật khóc không? Có bị bật khóc không? Em có bị bật khóc? Sao vậy cũng kêu tôi, bữa điện cũng kêu tôi, bữa chén cũng kêu tôi, bóp lưng cũng kêu tôi, cuối cùng tôi được cái gì? Em thấy giống em giống như người đàn ông đảm đang vậy đó. Đảm đang. Đừng có cười trên sự đau khổ của người khác ông này. Tội nghiệp thằng bé. Sao anh em cười quá vậy? Bạn nữ sao? Ghế xanh ngồi cười quá. Sao cơ, nghe chuyện tình của bạn trai thấy sao cơ? Em nghe anh kể em thấy hài hước quá. Hài hước thôi, nhưng mà chuyện có thật đó em ạ. À. Có thật đó em ạ. À. Em có mấy mối tình? Trời làm gì dưới cười dữ vậy, trời tao thường sướng quá, thật đầu nha. Người nhà cười quá. Người nhà mấy mối tình quá cười. Thì em có 3 mối tình lớn. Thì năm cấp 3 em có quen một bạn đó, thì cái mối tình đó giống như mối tình gà bông vậy. Thì mới vô vập vào tình yêu cho nên mới là vô vập vào tình yêu. Vậy. Cho nên là cũng đậm sâu vậy lắm. Nhưng mà sau đó thì khoảng được hơn nửa năm em bị cắm 2 cái sừng. Hả? Trời, dữ vậy. Thì đến lúc mà em du học năm đầu tiên ở bên Nhật á, thì em có quen một bạn, nhưng mà cái đó thì quen xa, mà người ta nói là xa mặt thì cách lòng. Cho nên là cũng chỉ quen được gần một năm thôi. Thì tụi em có gặp nhau được vài lần. Bạn đó là người Việt Nam. Ở Việt Nam luôn. Ở Việt Nam luôn. Dạ. Cái thời gian của em ở bên đó thì khá là bận rộn á. Lúc nào về thì cũng kè kè cái điện thoại để nói chuyện với bạn á. Thì nó kiểu lâu dần nó thành bị phiền á. Còn có mối tình gần đây nhất, cách đây khoảng 3 năm. Tụi em chưa quen nhau mà chắc là đơn phương. Ai đơn phương ai? Dạ em đơn phương người ta. Trời. Sao nè? Đợt đó em về hè về chơi thì có gặp anh đó, thì cũng vấn vương một thời gian, nhưng mà có tìm hiểu nhau một thời gian ngắn, nhưng mà
cả hai quyết định là không quen, chỉ để bạn bè thôi, để em thì ở bên đó tập trung học. Nhưng mà sau khi mà em về lại đây thì anh chuẩn bị cưới vợ rồi. Tụi em bây giờ vẫn giữ liên lạc, chỉ là bạn với nhau thôi. Thôi bây giờ mấy chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ là em muốn một cái người bạn trai như thế nào? Người lý tưởng của em là mẫu người giống như ba của em. Ba của em là một người khá là trầm tính nhưng mà rất là yêu thương gia đình. Ba lúc nào cũng lặng lặng ở đằng sau để ủng hộ con gái hết trơn. Em là một người chịu làm mà chịu chơi nữa, cho nên là có một người đàn ông ở bên em mà vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Anh ơi, anh có cao trên 1m78 không anh ơi? 1m78 có Mỹ Tường ơi. Có cái anh mà ngồi ghế màu đỏ cao 1m82 đó cơ. 1m82. Lát em địa thử coi sao. 1m82. Dạ. Còn bên đây áo xanh cao nhiêu cưng? Em cao 1m7 ha. 1m7 thôi cưng. Ủa mà sao tự nhiên có cái chuẩn là 1m78 nè, thường ta 1m75, 1m7 hay 1m8, sao em lại lấy 1m78? Dạ tại vì em đã cao 1m62 rồi, em lại thích mang cao gót nữa. Lát nữa mình xem sao ha. Có người mà nhân vô thập toàn em ơi, được cái này mất cái kia. Rồi qua tới bên đây. Sao cưng? Dạ mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Với lại em thích chụp hình cho bạn gái. Mỗi lần đi biển, em thích là đi biển chụp hình cho bạn gái. Trời ơi, đi biển khoái chụp hình. Thằng bé biết lựa chụp ghê á trời. Không biết ăn cá cùng em là được. Tự nhiên không biết ăn cá cùng em. Tự nhiên gài ta vô. Tự nhiên gài vô không biết ăn cá là được rồi. Đến rạp phim thì em lựa cái loại phim gì em coi? Xem phim hoạt hình với lại phim tình cảm. Tôi biết ngay phim hoạt hình. Nó chơi chúng thiệt luôn nha. Phải rồi. Tôi phim hoạt hình. Được rồi, bây giờ quay lại với chàng trai 1m82 của tôi nè. Em thích một cái mẫu người con gái như thế nào? Cái mẫu người con gái của em trước tiên là phải cao trên 1m55. Cũng không quá gầy, tròn tròn một tí cũng được. Rồi. Cái gu người của em là phải biết điều, là hơi trưởng thành một tí xíu. Đặc biệt em thích con gái biết nấu ăn ngon. Mà nấu ăn cực ngon thì nghiền luôn. Tại vì mình đang có nhu cầu cần ăn đúng không? Vâng ạ. Được. Hơn nữa thì cũng đừng có trẻ con, tại vì em không biết dỗ. Trời ơi, ông có bồ mà ông muốn người ta quan tâm đến ông thôi hả? Còn mình không quan tại tâm vì đến người ta, em là một... không biết dỗ nữa, rồi làm sao mà có bạn gái? Tính em là một người quan tâm rất là tốt, em rất là chịu khó lắng nghe. Phải vậy, có như là mình phải quan tâm qua, quan tâm lại. Cái gì phải có đi có lại mới toại lòng nhau. Rồi. Sao, Bảo Khanh? Bảo Khanh thì thích người em sao? Mẫu như lý tưởng như thế nào? Em thì tính cũng hơi tăng động á. Tăng động. Hy vọng là bạn trai của em cũng sẽ tăng động theo. Nhưng mà khúc nào mình trầm thì mình trầm á. Ví dụ như mình giỡn mệt quá mình nghỉ á. Nghỉ chứ giỡn tiếp. Chứ mà đừng giỡn nữa, mình tắt thở. Tắt thở đúng không? Mình phải nghỉ mệt thở cái đã. Dạ. Tính em là một cái con người rất là khám phá. Kiểu vậy là sẽ leo núi hoặc là cắm trại ở một vỉa rừng á. Wow. Thì em cũng thích là kiểu bạn trai mình cũng sẽ có một chung với sở thích như vậy với em. Em đã từng khám phá những nơi nào rồi? Em đã được 2 lần đi núi Chứa Giang Nha Lào, leo núi. Một lần là leo bằng đường chùa và một lần leo bằng đường cột điện. Và em cắm trại qua đêm ở trên đó, khá là thú vị. Thí dụ như tới rạp phim thì em nên lựa loại phim nào? Em thì thích là hành động, phim kinh dị với lại phim hài của Thái Lan. Cô này có vẻ gu cá tính mạnh ha, gu mặn mặn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của bà người thân nè. Mình thôi ưu tiên bên nhà trai trước, thấy có 2 cô gái đẹp đẹp nè, được không? Đó. Rồi, chào 2 em gái, bên đây. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em chào chị, em chào anh. Dạ em tên là Kim Hằng, em là chị của Tùng ạ. Chị ruột hả? Dạ chị họ ạ. Hai bạn gái của chương trình ngày hôm nay thì em thấy như thế nào? Em thấy dễ thương lắm luôn á. Dễ thương lắm luôn. Mỗi người có một cái cá tính khác nhau hoàn toàn luôn. Tùng ơi, nếu mà em muốn có một tình yêu mạnh liệt và vui á thì là bạn ghế màu đỏ. Nếu em muốn có một tình yêu an toàn và trưởng thành thì là bạn nữ ở ngồi ghế màu xanh á. Năm mốt cũng chín rồi đó. Rồi, cảm ơn em. Giờ em sẽ xin chào nhà bên đây là nhà gái ha. Nhà gái dạ. Đông đúc quá nhỉ. Dạ, em là mẹ của bé Chi. Hôm nay chị có mỏi vai, mỏi chân gì không chị? Dạ không. Không hả chị? Nhà mình có đang dư điện, dư đồ gì không chị? Dạ không, có dạ, ba bé Chi lo hết. Ba bé Chi lo hết. Dạ, mọi vui thôi. Thế nãy giờ chị ngồi dưới thì chị nhận xét như thế nào ạ? Cái chiều cao thì
cái cháu ngồi ngay cái ghế màu đỏ thì cái chiều cao nó sẽ tương xứng hơn. Còn nếu như mà nói về tính tình thì mình thật sự là mình đâu có thể nào mà nắm chắc được, biết được nó chính xác như thế nào. Thì bây giờ mình nhìn cái bên ngoài trước, phải có thời gian để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn chị nha. Em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và khán giả trường quay ạ. Em là bạn của Bảo Khanh. Theo như em ngồi đây á, thì em quan sát hai bạn nam đều dễ thương, mà nhỉnh hơn tí là bạn nam ghế đỏ. Tính cách thì hai bạn kiểu hợp hơn á. Thì nếu như mà em cảm nhận thì anh màu đỏ phát ra cái năng lượng cũng tương đồng với cái bạn em nhiều hơn. Em chào chị Cách Tường, chào anh Minh Đạt. Bạn Khanh của em á thì bên ngoài là hơi sôi nổi cá tính, nhưng mà bên trong bạn đó là một người rất là tình cảm, và bạn đó cũng rất là gần sự yêu thương của người khác. Nhưng mà em thấy về cái cách thể hiện tình cảm của anh ghế đỏ thì lại là trưởng thành hơn. Cảm ơn ý kiến của cả nhà mình nha. Chỉ đó là người thân thôi hà, lý thuyết thôi, thực hành là cảm xúc nữa. Đầu chạm mặt nhau nè. Bây giờ mình hãy mở cửa trái tim nè. Mở cửa trái tim. Khoe chiều cao liền, trời, tặng quà xối xả liền luôn. Liền luôn. Sao chàng trai cao nhất ý kiến trước đi. Em mở cửa trái tim ra thì em cảm nhận như thế nào? Mỗi bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động, nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. Cô bé này sao nè, lúc mà trao quà cảm giác em như thế nào? Anh chấp nhận cái dân trượng của em. Chấp nhận cái dương trượng của em. Cái đó là chấp cái gì? Nhận cái dương trượng. Cái đó là cái dương trượng đó hả? Cái dương trượng của người ta. Em là vua của loài vịt. Ủa, ý nghĩa của cái dương trượng là cái gì vậy em? Thực chất nó là cái cây massage đấm bóp với chị. Thì nếu mà anh ngoan thì em đấm bóp cho anh. Còn anh hư là anh no đòn. Một lời nhắn nhủ luôn. Trời ơi, dí dỏm quá. Cái dương trượng tôi tưởng đâu là cái gì ghê gớm lắm. Em thì như thế nào? Cảm nhận ngày hôm nay ra sao? Bạn nói là xinh với lại thì rất là xinh. Bạn nó cao quá. Cao quá rồi có che chở nổi không? Chắc cổng. Chắc cổng. Chắc cổng. Chắc cổng. Còn em? Sau khi mở cửa ra thì em cũng hơi bất ngờ với hai bạn nam. Em chưa có hình dung ra được cho nên là cũng còn hơi bối rối. Nữa đâu, hai bạn có thể khui quà mình xem món quà của chắc chàng trai là gì. Đúng rồi, để người ta nhắn nhủ gì không? Cô gái thì rất là rõ rồi, sách rồi, vương trượng rồi. Vương trượng rồi. Em, cái gì đó? Âm mưa. Âm mưa. Hả? Âm mưa. Ủa sao tự nhiên tặng âm mưa? Dù nhưng mà em thấy dễ thương ạ. Là con gái mà, ai cũng cần được che chở. Thì em tặng bạn nữ một cái dù và một cái áo mưa. Thì em muốn là bạn nữ dù trời nắng hay trời mưa thì cũng đều được che chở hết. Hay, ý nghĩa nha. Còn tôi đi gặp gỡ này nó tặng áo mưa là anh phải em rồi đó. Thiệt. Ấn tượng quá trời. Ấn tượng quá trời. Lại vương dựng Việt. Ủa sao vậy? Ý nghĩa của món quà này là con vịt nó rất là dễ thương, rất là xinh. Em bạn là gơ còn xinh hơn con vịt hơn. Bạn là gơ còn xinh hơn con vịt. Bạn là gơ còn xinh hơn con vịt. Bạn nó khổ gì vậy? Con vịt nó rất là dễ thương. Câu 1 nghe hay. Bạn nó còn dễ thương hơn con vịt. Ủa sao sự so sánh nó khập khiễng vậy? Dạ con vịt này tên là Lalafan. Con vịt Lalafan. Nó là con vịt má hồng. Con vịt má hồng. Đó, rất là dễ thương. Má hồng nè. Má hồng. Còn mắt kiến, con vịt này bị cận. Con vịt này bị cận. Dạ không, mắt kiến là cu te. Cu te, cu te. Cu te, trời có trang sức cho chú vịt. Từ nay em phải biết rằng là em đẹp hơn con Lalafan đó nha. Dễ thương hơn con Lalafan đó. Đứng lên, đứng lên. Em tiến qua bên bệnh, chị cho em nắm tay bạn gái. Rồi quay ra. Nào đứng lên, bạn gái cỡ dài đã đo với bạn trai coi có bạn trai che chở nổi không nè. Rồi đưa hai tay nè. Đó, đưa hai được tay. Đưa hai tay nắm nè. Ba bạn lấy lạnh với lại mình. Anh nhiều cũng lần lội lâu tới đây thì cũng mới gặp đâu thôi, nhưng mà anh hy vọng mà anh với em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn em gái.
Thôi đứng 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 đó, cho qua đây kiểm tra với bạn gái này luôn. Mình ưu tiên cho các bạn trai. Anh gồng quá chị, cho anh thở 5 giây được. Rồi. Ok chứ. Rồi thí dụ như bây giờ mà mình có nắm tay mình thấy rung động với bạn nữ này thì mình còn có con gì để tặng không? Em còn nhiều lắm. Gì còn dễ thương nữa? Một cái ly trà sữa. Ly trà sữa. Ừ. Đúng không? Em cất kỹ. Em cất kỹ. Thôi được rồi, nắm tay hoài. Rồi, con chàng trai này chân chơi gì nữa. Không lẽ không cho nắm nó phân bì chết luôn á. Thiệt á. Rồi, qua đi cưng. Hôm nay dù có thế nào thì mình cũng hy vọng thì nếu có duyên thì sau này mình sẽ tìm hiểu nhau về thế nào đó thôi. Tại vì mình cũng có cảm nhận được. Dễ thương. Rồi. Ổn định như dòng điện kia chưa? Vậy rồi. Thì nãy giờ cầm tay có cảm nhận được gì không? Anh em cười tươi quá. Cái bị đớ mọi người. Anh này chứ. Anh này chứ. Rồi, để có cảm giác hết rồi. Dễ thương ha. Được. Nói chung là công bằng ha nha quý vị. Bây giờ các bạn có thể trao đổi tự nhiên. Ai? Rồi, mời em. Mình muốn hỏi bạn nữ màu xanh là chia tay người kia, người yêu rồi nhưng mà vẫn còn liên lạc á. Đến hiện giờ là bạn vẫn còn liên lạc không hay là đã dứt hẳn luôn rồi? Thì nhưng... lâu lâu cũng có gặp chứ không phải là gặp thường xuyên. Cái mối quan hệ đó là có dứt hẳn luôn không hay là... Dứt hẳn rồi bạn. Bạn định mở một cái tiệm hay là... Hiện tại thì em đang kinh doanh online thôi. Ước mơ của em là sẽ có một cái cửa tiệm. Vậy thì mình sẽ làm shipper cho bạn. Mình sẽ đi giao hàng cho. Mình sẽ đi giao hàng cho. Nếu mà bạn có mở tiệm, mình sẽ là người đi giao hàng cho. Tuyển thợ luôn không? Cũng thả thính ha. Mình đi giao hàng cũng nâng cấp hơn là ngồi rửa chén, giặt đồ, đấm bóp chứ bộ. Phải không? Việc nó sang hơn chứ bộ. Có lương nữa chứ. Có lương rồi nữa. Tiếp. Thì em muốn hỏi một câu ạ. Thì bạn nghĩ đỏ trước đi. Bạn có hay ghen không? Thật ra ghen thì em không hay ghen á, tại vì trước khi mà bắt đầu một mối quan hệ em sẽ nói rõ những cái điều mà em không thích. Ví dụ như em biết anh có người bạn thân khác giới đi, thì em cũng có và em với anh sẽ thống nhất với nhau là cái mối quan hệ nó sẽ dừng ở mức độ nào. Rồi em hỏi luôn bạn ghế màu xanh nhận là bạn có hay ghen không ạ? Dạ em không biết ghen, em đã ghen rồi thì cắt luôn chứ không dây dưa nữa. Cắt cái gì của người ta? Nó ghen thì cắt luôn là cắt. Dạ cái gì? Là cắt luôn mối quan hệ đó chứ không. Nó rõ chứ nhạy cảm tự lắm. Tự nhiên ghen cái hết thù hết vía. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Mọi người phụ nữ thầm lặng mẹ không nha. Sao các em có cái gì muốn hỏi hai anh này không? Mạnh dạn lên. Đây công chúa của Vương quốc Bình Chánh nè. Bình Chánh à. Tính của em thì sẽ kiểu hơi tăng động nhiều, kiểu em không có giữ được cái mood đó nhiều. Ví dụ như lúc nào em bị trầm xuống thì anh có kiểu bật cái mood lên được giùm em được hay không? Không thể nào một ngày 24 tiếng cười như điên được. Em ngồi em cười 8 tiếng là em cũng thấy mệt rồi. Rồi. Ủa mà thiệt tình là một ngày em cười 8 tiếng luôn hả? Không phải cái kiểu là cười cái tủm tỉm mình vậy đó. Còn chừng này em hứng quá cái em cười ha hả, em cười giống như là kiểu bị đứt dây thần kinh. Cái bị đơ mọi người. Anh này chứ. Cười giống như là kiểu bị đứt dây thần kinh. Theo em nghĩ nếu mà hết pin thì thôi mình cứ kiểu nhẹ nhàng với nhau. Chứ mà em mà tăng động lên nữa thì có lẽ là kiệt sức ấy. Tăng động lên nữa thì có lẽ là kiệt sức ấy. Lúc đó em sợ anh. Chứ em nói có thì cũng sợ em ạ. Lúc đó em sợ thiệt. Ngồi cười kiểu đó chắc hồi xong rồi. Nó đứng hình ngoài luôn. Rồi em gái, mình coi gì hỏi nữa không nè. Hỏi hai bạn nam là cái dự định tương lai của hai bạn thì sẽ như thế nào? Tương lai của em thì em đang để dành dụm để mua một chiếc xe để em chạy. Xong rồi em có thêm tiền em sẽ mua nhà. Rồi bao lâu nữa mới mua được xe, mua được nhà? Sự nghiệp của em hơi ổn định rồi. Làm bao nhiêu năm nữa, dự kiến là bao nhiêu năm còn nữa? Còn khoảng 4 năm nữa là đủ. 4 năm nữa. Nói chung là an cư rồi mới là lập nghiệp, mình có cái mới lấy vợ đó. Phải không? Dạ. Xong rồi mình sẽ vững vàng rồi. Còn mình sẽ lấy vợ đó. Rồi. Rồi. Lấy vợ. Còn em? Rồi em yên tâm đi. Anh tuy chiều cao không tới nhưng mà anh sẽ cố gắng, anh sẽ độn thêm dài để anh cao. Trời ơi trời. Hay quá trời. Rồi tới em trai chia sẻ đi. Em cũng đã xác định từ lâu rồi thì em sẽ
tiếp tục làm phát triển cái công việc của em là YouTuber, và em vẫn sẽ cho thuê xe dịch vụ du lịch cá nhân bình thường. Và nhưng cơ bản em sẽ nghiêng về mảng online hơn để em dành nhiều thời gian cho người yêu hơn. Rồi. Thời khắc quan trọng cuối cùng rồi, trao đổi nãy giờ rồi. Thì bây giờ các bạn nhìn vô cái ghế của mình đi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút. Nếu như mình thích cái cô gái hoặc cái chàng trai ngồi trên cái chiếc ghế màu nào thì mình bấm vào cái nút màu đó. Còn nếu như mình không thích hoặc mình cảm thấy cảm xúc mình chưa đủ, mình có quyền không bấm ai hết. Nếu như cả hai bạn, hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn thì mới là một cặp. Và bây giờ đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5. Mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Trời ơi. 4 3 2 Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhìn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vớ, và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Mỗi bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động, nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. 1 Bấm. Và chúng ta đã có kết quả. Có một người không bấm. Lý do sao em không bấm vậy em? Lý do của em thì rất là đơn giản. Em tìm thấy ở hai bạn nữ ở đây thì mỗi người lại có một nửa. Là 5 năm hồi nãy đó. Vâng. Rồi đến cứ 5 năm hoài luôn. Thời gian không yêu của em cũng khá lâu rồi, là hơn 3 năm rồi em chưa có yêu ai hết. Nên em muốn là cái quyết định của em nó phải kỹ hơn một tí. Dù là có một cặp đôi không thành, nhưng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ghế thì đã có hai cái ghế xanh cùng sáng đèn. Có nghĩa là chúng ta vẫn có một cặp đôi. Xin mời hai bạn tiến lên phía trước. Bây giờ nè, nắm tay bạn gái. Trời ơi, tôi chưa cho kêu, tôi mất. Ủa, tôi mới kêu nắm tay hà. Lạnh dễ sợ quá trời. Nôn quá hả cưng? Lạnh quá vậy? Ta đến với chương trình là hôn má chứ không có hôn tay. Dạ. Ừ, xin đi. Dạ, con xin phép cô cho con hôn bạn Chi. Còn đúng hôn ạ. À, nhưng mà cái này thì cô nói cô chưa đồng ý. Tại vì cái việc đó nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Tụi con cứ tìm hiểu nhau với nhau như bạn bè đi cái đã. Dạ, dạ. Vậy là hồi nãy nhiều khi cổ cũng không cho mà hung tay luôn á. Mẹ lanh dễ sợ luôn á. Phải không cô? Dạ đúng rồi. Lanh quá. Cô, bác ơi, bác có đồng ý nhận con về để con đánh bốc cho bác. Đồng ý nhận con về để con đánh bốc cho bác. Đánh bốc cho bác. Chưa sợ, hồi nãy mới la là luôn dị ứng lắm mà bây giờ nói vậy đó cô, nên lật kèo liền luôn. Cô có tập thể dục yoga mỗi ngày, chắc điều đó chưa cần tới con đâu. Không mà bây giờ nè, phải có cái gì đó, một món quà đầu tiên chứ. Nãy là em có thể hát một ca khúc nào đó để nói lên tình cảm của mình. Yeah, em xin hát bài Một Tảng Nhỏ thôi, em thuộc ít rồi. Tảng Nhỏ của bài Lần Cuối. Lần Cuối. Rồi, rồi Lần Cuối rồi, cho Lần Cuối luôn. Xin hát. Và lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi. Tiếng em tới đây thôi, phố mưa cũng đã tạnh rồi. Y như một giấc mơ trôi. Dạ. Thôi em đừng yêu cầu làm gì nữa nha Đạt. Bây giờ chỉ có okay. Được rồi. Tường xin chúc cho hai em ha, sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau. Một ngày nào đó xin phép đến nhà để chào bác trai luôn ha. Và chị chúc cho hai em cũng nhiều sức khỏe và sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và ngày hôm nay thì chương trình sẽ gửi tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme, pin khủng sạc nhanh, lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp của mình. Gửi tặng cho hai em ha. Rồi đây.
Đây, mỗi bạn có một cái chiếc điện thoại. Đó. Chưa hết đâu nha, chương trình còn gửi tặng cho các bạn We Well Done Chi. Đây là nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Gửi tặng cho mỗi bạn một thùng. Đây, đây. Để tặng cho đây, em cầm cái đây, đây, để lên. Rồi. Ngon lành luôn. Và để chúc mừng cho sự 2 trong 1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1 giặt và xả tất cả trong 1, tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt John. Wow, 1 năm miễn phí bột giặt John 2 trong 1 nha. Và xin lưu ý, nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1 giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng các bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt John miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành và tài trợ cùng với chương trình, đã tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau nè, và sẽ sớm báo tin hỷ cho chương trình nha. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. MC đây tính lại nè, thành ra bây giờ em vẫn vậy. Dạ, nên lần này rút kinh nghiệm là nếu mà hợp ý rồi quen tìm hiểu nhau đạt thì em sẽ cưới sớm luôn. Xin chào bạn trai, bây giờ là bạn đang ngồi trước mặt chị Cát Tường rồi ha, nhưng mà bạn nữ của mình vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác của bạn hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ em thấy hơi run chị. Hơi run, bình tĩnh ngồi hít thở thật sâu. Bây giờ chị Tường sẽ ra để mà mời bạn gái của em vào đây nha. Dạ. Rồi, bạn gái mình đã đến rồi. Bây giờ hai bạn đã ngồi yên vị trí của mình rồi, các bạn được quyền mở mặt nạ của mình ra. Rồi, chào em gái. Bây giờ thì các bạn đã được ngồi nhưng mà đối diện với nhau, cách nhau bởi một trái tim ở chính giữa ha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Chào bạn bên ấy, mình là Đỗ Anh Khoa, sinh 1988, năm nay 31 tuổi. Hiện mình đang công tác tại Ủy ban Nhân dân quận 8. Làm nhiệm vụ gì trong đó? Em làm ở ban bồi thường vậy. Bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án để làm sạch đẹp cái mỹ quan đô thị. Quê mình ở đâu? Dạ em quê ở Long An, nhưng mà sanh ra thì ở Bến Tre, lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Kiều Trang, em sinh năm 91. Em sinh ra ở Hồ Chí Minh và nhà cũng ở Thủ Đức. Hiện em đang là chuyên viên dịch vụ khách hàng của công ty chứng khoán VN đây. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em là em lạc quan, yêu đời và sống tình cảm. Có cái khuyết điểm nào không? Em cũng hơi nóng tính, như là em hay dễ bị căng thẳng. Mỗi lần căng thẳng thì em hay nói lắp. Mỗi lần căng thẳng là bị nói lắp. Nói lắp. Để coi chút xíu nữa có nói lắp không ha. Nếu mà có nói lắp là biết bạn ấy đang căng thẳng. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em dễ hòa đồng, dễ bắt chuyện, dễ nói chuyện. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em hơi khó tính, hơi kỹ tính một chút, hơi rè rà. Cái chuyện gì mình suy nghĩ hồi lâu rồi mình mới quyết định mình làm, chứ không phải mình làm ngay. Cái gì cũng phải chậm, cũng dạ, chậm đúng rồi, cái chậm. Cái đó là cái khuyết điểm của dạ, mình. Dạ, cái khuyết điểm của em nghĩ do cái bản tính của em nó vậy rồi, nó được hình thành như vậy rồi. Thế thì trong công việc có khi nào mình hoàn thành cái công việc mình nó bị trễ thời hạn không? Có, đôi lúc công việc em cũng bị trễ thời hạn. Đó, chị Tường nghĩ cái này mình cũng phải nên cân nhắc chỉnh sửa một xíu, chứ để nó ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì nó cũng không hay. Trong tình yêu thì sao ta? Do em cũng hơi kỹ tính đó, nên là cũng do chắc cũng hay chưa có tìm được cái người thích hợp đối với mình. Từ đó giờ chưa có mối tình nào hết? Mối tình thì em có hai mối tình một thời sinh viên. Bạn trẻ con, tính trẻ con nên là kết thúc. Thứ hai thì hơn em một tuổi, nhưng mà do bất đồng ý kiến cũng chia tay. Mấy bạn đó cũng lăng nhăng nữa. Nghĩa là bao nhiêu lâu rồi không có bạn trai? Khoảng hơn một năm nay ạ. Năm nay là không có bạn trai. Thế còn em? Em thì trải qua ba mối tình rồi. Mỗi mối tình là cũng 2 năm. Không hiểu sao mà cứ mà muốn tiến tới hôn nhân á thì lại có những vấn đề nào đó gây cản trở, nên là em không tiến tới được. Chứ gần tới hôn nhân là có cản trở. Giống như có một lời nguyền ấy chứ. Có lời nguyền. Cứ tới 2 năm là muốn tổ chức đám cưới lắm, nhưng mà
Thôi bây giờ mình quen một năm thôi là mình cưới được rồi, mình để chi tới 2 năm nữa. Dạ nên lần này rút kinh nghiệm là nếu mà hợp ý rồi quen tìm hiểu nhau đạt thì em sẽ cưới sớm luôn. Cưới sớm luôn ha. Dạ. Bây giờ mà để 2 năm nữa dính lời nguyền nữa. Dạ. Nó phải có cái nguyên nhân, em có tự suy nghĩ không? Phần cũng là do cái công việc em trước đây là em làm cũng hơi căng thẳng nên cũng có thể là do em lơ là với họ. Trong cái mối tình mới này mình phải chỉnh sửa lại bản thân mình một chút xíu. Thật sự phụ nữ họ đơn giản lắm, họ chỉ cần là mình thật sự quan tâm đến họ mỗi ngày ta mới cảm thấy được an tâm, đúng không? Rồi mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Một bạn trai chững chạc, trưởng thành, đừng có trẻ con quá, quan tâm suy nghĩ đến người khác. Em có phải là trẻ con không? Dạ có chị. Có. Ví dụ em thích là nhõng nhẽo với người mình thương. Nhõng nhẽo hả? Thích là sao hay nhõng nhẽo. Nó ngược ngược vậy. Khi mà quen thân rồi em tính em vui, em hay lầy, em hay chọc ghẹo bạn gái mình, chọc chửi. Còn nhõng nhẽo là sao? Em có thương anh không? Em nắm tay anh đi dắt anh qua đường đi em. Nó là vậy. Nó kiểu cũng giống hơi như là biết cũng dễ thương. Nó ngộ ngộ, nó hơi ngược ngược. Em thì ngược lại, cái tính lại không có sến được như vậy. Về cái vóc dáng ngoại hình em mong muốn một người. Em thì không thích người đàn ông mà có râu hoặc là không. Hoặc là giống anh trai em. Anh trai em thì hơi gia trưởng xíu nên em không thích gia trưởng. Không thích gia trưởng, giống anh trai mình. Dạ. Thì dù có râu thì cạo đi được không? Cũng được nhưng mà đừng có xề xà quá, lúc nào cũng phải gọn gàng chút xíu. Rồi, nói chung là gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Đừng có bụng phè, nhậu nhẹt, đúng rồi, gia trưởng. Gia trưởng là đừng có xét nét người khác quá, đừng có khó tính quá. Không thích hút thuốc luôn. Không thích hút thuốc luôn, dạ, bạn rồi. Này chắc chắn là có hút thuốc. Tôi nhìn sơ một cái cảm giác của tôi là có hút thuốc nhiều đúng không? Dạ, đang cai chị. Đang cai. Dạ. Bỏ thuốc lá đi nha. Dạ, em đang bỏ vậy, tại giờ ở cái tuổi này rồi em cũng giống như sức khỏe của mình á. Mà hồi trước hút nhiều lắm hả? Ngày mấy điếu, gói không? Khi nào mà uống cà phê hay là đi uống cà phê với bạn bè thì có hút vài điếu. Thôi nên bỏ đi. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em cũng không có yêu cầu gì cao. Tại vì mỗi người là một cá thể khác nhau. Nên là mình gặp mình có thể tự dung hòa rồi mình sửa đổi để mà cho phù hợp với đối phương. Chỉ cần người bạn gái ấy là kỹ kiện, lễ phép, suy nghĩ về cho người khác. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Em nghĩ mỗi người đều có một cái tính xấu và tốt và mình chấp nhận được hết. Nói chung là bạn trai hơi dễ tính. Thử một cái tài gọi là thằng giao cách cảm sơ sơ đi. Qua những gì chia sẻ nãy giờ, xin mời bạn hãy thử đoán chàng trai của mình là ai. Mình có hình ảnh gì để đoán không? Dạ có. Đây, chị đoán luôn. Đoán đi. Xin mời bạn trai cho 3 gợi ý về đặc điểm để cho bạn gái có thể nhận dạng về mình. Mình có nụ cười tỏi nắng. Gì nữa? Ống điếu. Có ống điếu. Mặt tròn nhìn phúc hậu. Mời bạn gái cho 3 gợi ý. Em không cao lắm, cười rất là tươi. Tỏa nắng luôn. Có đeo mắt kiếm. Có đeo mắt kiếm, rồi lựa đi. Ai cũng đeo kiếm hết. Kiếm cho kỹ nha. 30 giây để chúng ta để xem thử hôm nay thần giao cách cảm của hai bạn có đúng hay không. Nhận ra được ai chưa? Hôm này. Hay quá, để đó. Bên đây. Dạ, coi. Ngày đây. Rồi hay vậy, một đông người vậy mà sao mà nhận ra hay vậy. Ôi hai bạn quá là tuyệt vời. Các tường mở cửa trái tim này ra nhé. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, hai bạn được trực tiếp trò chuyện với nhau. 1, 2, 3. Đúng với hình mình lựa chọn không các bạn? Dạ đúng. Trời ơi, tường không ngờ là hai bạn này xuất sắc luôn á. Cái hình đưa ra rất là khó thưa quý vị. Mọi người nhìn xem nè, một tấm hình mà mấy chục con người như thế này, vậy mà bạn nữ nhận ra được người bạn trai ngồi chờ hỏ ở đây, nụ cười tỏa nắng, có ống điếu, dễ sợ thiệt. Bên anh này thì dễ nhận hơn, tại vì có 3 cô gái thôi, 3 cô đều có mắt kiến, mà em chọn ra được cô này em dựa vào cảm giác đi. Cảm giác. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy nói cho nhau nghe về cảm xúc của mình đi, cảm nhận về đối phương như thế nào. Chào em. Dạ chào anh. Bạn gái dễ thương quá. Bạn gái dễ thương quá. Sao tim loạn nhịp gì chưa, hồi hộp chưa? Dạ, hồi hộp hơn lúc ngồi. Em thấy anh rất là dễ gần, dễ tính, cũng đúng như là anh đã miêu tả em. Rồi bước thứ nhất, bà Mai cảm thấy yên tâm, khá thuận lợi. Rồi sao không tặng quà? Trời ơi, đợi nhắc tuồng nữa ga lăng đâu. Em cảm ơn anh. Đây là gấu ký ức. Em cảm ơn anh. Có những ký ức đẹp. Dạ. Ủa có tên con gấu ký ức nữa hả? Dạ, chó ký ức. Em xin lỗi. Chó ký ức hả? Cảm ơn em nhiều. Dạ. Mình sinh ra đâu phải để buồn. Tình yêu là gì, đừng có đòi hỏi cái gì quá lớn lao.
Mình mong muốn tìm được một người mà khi ở bên người đó mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Cũng là sắp tới giờ trưa đói bụng rồi, Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon ngày hôm nay. Trong quá trình ăn là chúng ta sẽ trò chuyện tâm sự ha. Rồi, cho mời đồ ăn. Món ăn mà ngày hôm nay các bạn được thưởng thức đó là món cơm trộn tại Aori Ramen với lòng đỏ trứng có hàm lượng vitamin rất là cao, được chế biến với cơm trắng nè, nóng nha, rồi một chút xíu thịt nữa, kết hợp với nhau là ra một mùi vị rất là thơm ngon, không thể nào cưỡng lại được của món cơm trộn. Mời hai bạn cùng thưởng thức. Ôi, Tường cũng đói bụng quá, Tường cũng ra ngoài kiếm một tô cơm trộn để ăn đây. Nhớ nha, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, trộn lên đi cho trứng nó chín vô với cơm ngon lắm luôn á. Món này Tường rất là ghiền, trộn lên ăn, vừa ăn vừa tâm sự nha. Mời em ăn trưa. Dạ mời anh ạ. Bình thường ở nhà thì ai sẽ là người nấu cơm cho anh? Anh thì sống với ba mẹ nên là mẹ anh nấu. Nhưng mà khi lúc nào mà mẹ bận hay là mẹ phải về quê á thì anh sẽ là người nấu. Còn em ở đây em sống với gia đình hay là? Dạ ở đây em sống với gia đình, sống với ba mẹ luôn. Thì ở nhà thường mẹ sẽ là hai người nấu cơm cho em ăn nhé. Anh thì nấu được nhưng mà những cái món mà cầu kỳ khó quá thì anh không có nấu được. Em cũng vậy, em thì cũng biết nấu nhưng mà do công việc hay đi làm nhiều á thì thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật ở nhà em rảnh thì em mới nấu. Em thì không có nấu ngon được. Mời em ăn trưa. Mời anh. Thường thời gian rảnh á anh hay đi đâu? Nếu mà những cái ngày thứ bảy chủ nhật bình thường như vậy á thì anh đứng ngồi phơi với bạn bè hay ngồi đọc sách hoặc chơi game. Những cái ngày mà mệt mỏi á hay là có áp lực công việc nhiều á anh hay đi Đà Lạt. Là anh cũng hay đi du lịch đúng không? Đúng rồi. Dụ như sau khi kết hôn á, anh có ý định là mình sẽ hay đi du lịch nhiều không? Có thích đi du lịch nhiều không? Đi. Vẫn cứ đi hả? Đúng. Anh nhưng mà anh sẽ dắt em theo. Cảm ơn anh. Cuộc sống mà cho nên lúc nào nó cũng sẽ có những cái khó khăn, những cái áp lực hết. Anh thua là mình biết giải tỏa hay là làm sao để cho cái cuộc sống nó thêm màu sắc hơn. Dạ. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì anh nghĩ là anh sẽ làm cuộc sống em có muôn màu muôn vẻ. Cảm ơn anh. Em nghĩ anh chắc cũng là một mẫu người đàn ông của gia đình. Còn mẫu người anh tìm hiểu sẽ như thế nào? Đối với em thì cũng không cần người đó có ngoại hình nhiều, chủ yếu là biết quan tâm gia đình, biết lắng nghe. Lúc nãy anh cũng có chia sẻ, anh luôn đặt cái suy nghĩ của người ta và đặt bản thân mình vào suy nghĩ của người ta để mình biết được là người ta có khó chịu không khi mà làm việc đó, chứ anh không áp đặt là người đó phải làm như thế nào thế nào. Thì em nhìn anh, em thấy anh như thế nào? Em thì như ban đầu em có cảm nhận ban đầu là anh rất là dễ nói chuyện, dễ chia sẻ. Cảm nhận ban đầu là vậy. Em rất là dễ thương, rất là hiền. Rồi, cơm ngon không? Dạ ngon chứ. Ngon, ăn món cơm này lần nào chưa? Dạ rồi. À, sao rồi? Hai bạn đây có phải là người mà em mong muốn không? Dạ phải. Phải? Đây có phải người em mong muốn không? Chắc là được khoảng 70%. 70% là quá tốt rồi. Này chắc 100% luôn rồi quá ha. Dạ. Dễ tính quá mà. Nãy giờ hai bạn đã trò chuyện với nhau rất là vui, cũng hiểu nhau phần nào. Bây giờ mình chơi một trò chơi để mình test lại một chút xíu, các bạn có đồng ý không? Dạ. Trên tay dì Tường có một cái sắp bài của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trong đây là những cái yêu cầu dành cho các bạn. Dù mình bóc trúng cái yêu cầu nào thì mình sẽ thực hiện cái yêu cầu đó. Các bạn sẵn sàng không? Dạ sẵn sàng. Bạn Nam trước đi. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Trời ơi. Chị nghĩ em không có cái gì đáng yêu với chị hết. Hãy nhìn cô gái bên kia, hãy làm một cái gì mà đáng yêu nhất mà cô ấy phải chấp nhận thì mới được nha. Được không em? Dạ được. Đáng yêu không? Dạ đáng yêu. Chị nghĩ là mốt mà em mà quen với anh này được rồi, ta kêu làm có một cái rồi, làm gì 4-5 cái như vậy. Em mà quen với anh này là chắc là anh nhõng nhẽo dữ lắm, tối ngày em đi theo em dỗ trẻ đó, cũng lý thú lắm chứ bộ, đúng không? Thấy cuộc đời nó cũng tươi trẻ đúng không? Rồi tới phiên em. Đọc lớn lên. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Chị Tường sẽ kiểm tra, không làm được bị phạt. Đúng rồi, hành động gì lãng mạn, em muốn làm gì? Đó là mình qua mình đựng má ảnh, mình hôn trán ảnh, hôn tay ảnh, hát cho ảnh nghe, hay ru ảnh ngủ, hay là chải tóc cho ảnh. Thì đó, béo má. Hả? Béo má ảnh. Béo má hả? Lãng mạn đó hả? Em đồng ý cái lãng mạn đó không? Em con nít nào có vẻ em thích à? Được, được vậy. Rồi đi. Rồi. Thôi nào chậm, một chậm chút xíu em ơi, chậm lại. Chậm thôi, giữ nguyên nha. Mình đã ăn uống rồi ha, thưởng thức món cơm trộn rất là ngon, trò chuyện với nhau rồi.
Bây giờ đến cái giây phút quan trọng nhất là chúng ta sẽ thể hiện cái cảm xúc của mình với đối phương. Mình nói điều gì đó, mình làm điều gì đó. Mình mời em trai. Những giây phút quyết định đó. Nếu mà anh có cơ hội được quan quen với em thì anh sẽ mang đến cho em những niềm vui và những cái kỷ niệm khó quên. Và chúng ta sẽ đi tới cuối con đường. Anh sẽ mang em tới một cuộc sống mà nó không phải chỉ có một màu cải nhạc lặp đi lặp lại. Mời bạn em gái. Hiện tại em cảm giác mối ban đầu đối với em giờ em rất là thấy anh rất là dễ mến, rất là dễ trò chuyện. Còn những cái vấn đề về sau á thì em chưa có thể nói được. Dạ. Không, không sao, miễn là mình có một cái cảm xúc đầu tiên đó là những cái dấu hiệu rất là tốt rồi. Hồi nãy em có hứa là đem cho đến cho cổ một cuộc sống không có tẻ nhạt gì đó, chị chưa biết có tương lai em có thực hiện được hay không. Nhưng tại đây em có một món quà gì đó tặng cho cổ cho nó vui lên, cho nó không khí lên được không? Dạ, chắc em xin hát một đoạn rap. Rồi, hát một đoạn rap. Mời em. Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ mang những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những điều mình xa xôi, nếu mà đem bán chắc từ cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh buồm đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lồng ngực mày mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ như sáng hơn ngọn hải đăng. Cảm ơn anh. Dễ thương. Bây giờ thì hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm của mình đi ạ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nhé. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Còn nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta không rung động thì chúng ta không bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Lý do tại sao em là không bấm? Em cảm giác như anh Khoa có thể là một người bạn thật sự, người bạn rất là tốt, có thể trao đổi được với em. Nhưng mà về phía tình cảm, thật sự đến giờ này em chưa có một cái gọi là trong con tim nó chưa có rung động thật sự. Có phải mình là hơi khó tính quá không? Có lẽ là nhau một phần như vậy. Chị Tường nghĩ là đôi lúc á, mình đừng có cầu toàn quá. Tại vì thật sự một vài phút ở trong cái chương trình nó không có đủ để chúng ta cảm nhận được nhau. Nhưng mà đó là cái quyết định của em. Chị Tường vẫn là rất là tôn trọng. Cảm giác của em bây giờ như thế nào? Dạ thì những cái gì đó là nó nhanh quá nó cũng không có bền. Thì em cũng tôn trọng quyết định của bạn gái. Bạn gái cảm nhận được sự chân thành của em. Nhưng mà tình yêu nó đòi hỏi cái cảm xúc, cái sự rung động. Thì có lẽ là cái sự rung động nó hiện tại là bạn ấy chưa có. Thì mời hai bạn đứng lên. Mặc dù là ngày hôm nay hai bạn đã không có bấm nút hẹn hò với nhau, nhưng mà không sao cả. Thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn, đây là một cái voucher, một cái suất tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản offline. Nghĩa là các bạn có thể tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để tìm kiếm một nửa của mình thêm một lần nữa nhé. Đây, gửi tặng hai bạn. Cảm ơn chị. Ngoài ra, hai bạn còn được tặng một cái voucher giảm giá 30% tại Aori Ramen. Và nơi đây là một cái không gian rất là lãng mạn để cho các cặp đôi có thể đến hẹn hò với nhau nè. Rồi để cho gia đình, bạn bè chúng ta cũng có thể tổ chức những cái buổi tiệc ở đây rất là ấm cúng và rất là lãng mạn. Xin mời hai bạn có dịp thì hãy thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì chương trình xin phép được tạm dừng tại đây. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.